con vậy là dội dội đó hả? Vì chúng ta còn một nghi thức cuối cùng nữa là nghi thức ra trường. Xin nhắc lại, xin mời tất cả các em mới vừa nhận vàng chúng ta trở lại hội trường. Chúng ta còn một nghi thức cuối cùng, đó là nghi thức tốt nghiệp ra trường. Xin một tràng pháo tay chúc mừng cho các Vinh Khoa. Xin cảm ơn quý vị. Xin trân trọng cảm ơn thầy Lưu Văn ạ.